mất ngủ. Vợ anh thì trước ở nhà. Vợ trước này, trước cái khổ nhất là cái mất ngủ. Vâng. Tức là một đêm chỉ ngủ khoảng thường thường là 2 tiếng thôi. 2 tiếng. Mà nó ngủ nó không sâu. Vâng. Tức là nhiều có những hôm chỉ 1-2 giờ đêm là bắt đầu là chằn chọc rồi. Không ngủ được. Bị 10 năm rồi. Anh đã bị 10 năm. Phải trên 10 năm ấy. Vâng. Mà không, kể cả uống thuốc ngủ nhá. Mua các loại thuốc ngủ về uống. Nhưng mà uống lâu ấy thì mình sợ có hại, thế không cho uống. Thế xong rồi mua một số cái loại thuốc ngủ mà nó quảng cáo là bằng thảo dược đấy. Nhưng cũng chỉ uống một thời gian xong rồi chán, không. Sau đó anh học viện chẩn để anh học nha. Thế đấy, sau đó học viện chẩn đi về thì mình chỉ có đánh sau bản chiếu này. Dán cao vô chiêu. Bạch huyết. Rồi dán cao vô chiêu mà dán mà dán co 2 ngày thôi. Vâng. Mỗi ngày dán 1 lần. Vâng. Thế sau là tự nhiên là mất cái hiện tượng là, tức là sau đó là ngủ được. Ngủ rất sâu. Ngủ rất sâu. Vâng. Từ đấy đến giờ là được bao lâu này? Phải được tầm nửa tháng này. Nửa tháng, từ ngày học để chẳng ra. Tức là từng hôm đấy là cũng hôm đấy vô tình thôi. Cũng không nghĩ, không mình không nghĩ tính. Là chưa mất ngủ cho là đúng sao? Rồi. Hôm đấy là vợ là bị ốm rồi. Vâng. Nó kiểu như người nó gây gáy sốt đấy. Vâng. Thế là mới nôi là dán vô chiêu. Vâng. Thì dán đúng có hôm thứ nhất, hôm thứ hai là có 2 ngày thôi là khỏi ốm. Vâng. Thế nhưng mà đồng thời cái khỏi ốm đấy là cũng từ hôm đấy là ngủ được. À, vâng. Ngủ sâu luôn. Không như trước đấy khổ lắm. Ok, là thích rồi.